Lily cho hay, dù không muốn đề cập đến vấn đề này nhiều nữa nhưng vì những thông tin sai lệch cho rằng cô và Orang giờ đang câu kết để hạ bệ châu đăng khoa, nên phải lên tiếng đính chính. Sau khi cùng với Orang giờ lên tiếng tố công ty Super Presence do Châu Đăng Khoa làm chủ tịch mập mờ trong chuyện tài chính ăn chặn tiền cát xê của nghệ sĩ, Lily mới đây tiếp tục lên tiếng đính chính rõ ràng thông tin cho rằng cô đang cố tạo ra xì căng đan. Theo lời của Lily, dù không muốn đề cập đến vấn đề này một lần nào nữa cho đến khi giải quyết xong, nhưng vì có một vài thông tin không hay xuất hiện, nên phải lên tiếng gửi đến những ai chưa hiểu vấn đề. Lily phải lên tiếng đính chính trước thông tin cô và Orang giờ cố tình câu kết để tố cáo Châu Đăng Khoa. Cụ thể trước cáo buộc tố Châu Đăng Khoa là một kế hoạch, khi cùng đăng bài ở một thời điểm với Orang giờ, Lily cho hay vì cô và Orang giờ phải cùng nhau đứng lên giải cứu chính mình. Nếu chỉ một trong hai lên tiếng thì chưa chắc có đủ sức để giải quyết vấn đề. Sự việc xảy ra có bằng chứng cụ thể, chứ chúng tôi không hề dựng chuyện để bêu xấu công ty. Nếu quyền tự bảo vệ bản thân còn không có, thì chẳng lẽ hai đứa phải im lặng và chịu đựng đến bao giờ? Hơn nữa bản thân Ly đã chờ đợi suốt hơn 2 tháng mong được giải quyết nội bộ âm thầm, nhưng ca nhận được sự hợp tác của công ty nên chúng tôi không còn cách nào khác, Lily cho hay. Về nghi vấn tại sao chọn đúng thời điểm vừa ra mắt MV Chân Ái để đăng bài tố cáo Châu Đăng Khoa, Lily cho hay cả cô và Orang giờ đều xác định khi ra khỏi công ty sẽ rất khó khăn, hoặc thậm chí không thể sử dụng ca khúc do công ty sản xuất để biểu diễn, vì vậy ở thời điểm nào cũng không còn quan trọng nữa. Liên quan đến việc bài đăng tố cáo Châu Đăng Khoa trên Facebook của Lily bị report khiến cô phải chia sẻ lại, Lily cho hay lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo điều này hoàn toàn là sự thật, không phải bịa đặt. Ly không hề chỉ định ai là người report nó, có thể là một người oi nào đó không thích Ly. Và xin nhấn mạnh mục đích duy nhất của Ly cũng như Orang giờ là được ra khỏi công ty và tự do hoạt động nghệ thuật, vì đã không còn tiếng nói chung, chứ chẳng phải muốn đòi lại tiền hay cố tình bôi nhỏ ai cả. Lily chia sẻ, chủ nhân Hit 24 giờ cho hay dù được công ty của Châu Đăng Khoa hỗ trợ hoạt động trong một thời gian, nhưng ơn nghĩa là một khía cạnh khác so với sự minh bạch và lòng tin. Đồng thời lòng biết ơn không có nghĩa phải im lặng chấp nhận mọi thiệt thòi, bất công mà không có quyền lên tiếng. Hiện tại cả Lily và Orang giờ đều đang rất buồn vì những chuyện này. Cô mong mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng, để trở lại với cuộc sống chỉ có âm nhạc. Bài đăng đính chính thông tin cố tình cùng Orang giờ bóc phốt Châu Đăng Khoa của Lily. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 2, cùng với Orang giờ, Lily lên tiếng tố cáo công ty Super Precious của Châu Đăng Khoa làm ăn không minh bạch về tài chính, bớt xén cát xê của ca sĩ. Lily tung ra nhiều bằng chứng cho thấy đã không nhận được số tiền như thỏa thuận ở các show đi hát. Cụ thể, nếu thù lao sâu của Lily là 12 triệu thì phía công ty sẽ lấy 10% lợi nhuận quản lý. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ nhận được số tiền 8 triệu thay vì 10 triệu theo đúng hợp đồng. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định chấm dứt hợp đồng sau khi phát hiện sự thật. Video liên quan trước lời đề nghị của Lily, công ty Super Precious chấp nhận kết thúc hợp đồng, với điều kiện nữ ca sĩ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư trước đó. Theo lời Lily, Super Precious đã giúp nữ ca sĩ sản xuất một MV có tài trợ và hai bộ hình. Những chi phí liên quan đến học hát, vũ đạo đều cho Lily sử dụng tiền cá nhân. Thế nhưng, phía công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào cho đến thời điểm hiện tại. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của Lily khi nữ ca sĩ không thể thực hiện bất kỳ sản phẩm âm nhạc mới nào trong thời hạn hợp đồng chưa chấm dứt. Chính vì vậy, Lily đã quyết định viết tâm thư tố cáo công ty Super Precious do Châu Đăng Khoa làm giám đốc trên trang cá nhân. Thậm chí, nữ ca sĩ còn khẳng định sẽ kiện tụng nếu phía công ty không đưa ra cách giải quyết thỏa đáng. Lily được biết đến trong quá trình tham gia chương trình Sing Me Song và từng là thành viên của nhóm nhạc Hello Elo.
Sau khi bước ra từ cuộc thi, nữ ca sĩ cho ra mắt 24 giờ, một ca khúc đạt thành tích 10 triệu views trong một tháng trên YouTube. Với những thành công đầu tiên, Lily tiếp tục kết hợp với Kari sản xuất bài hát Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ. Hiện tại trước những tố cáo từ Orange và Lily, lẫn nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là đồng sáng lập công ty Super Precious Nemo về việc ăn chặn tiền các C, tài chính không minh bạch. Phía Châu Đăng Khoa vẫn đang im lặng. Châu Đăng Khoa, chủ tịch của công ty Super Precious hiện vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm bị gà nhà, tố cáo ăn chặn tiền công. PT, theo Thế Giới Trẻ Let's Block Us, Oi.